Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Tấm Gương. Tại một ngôi làng nhỏ ở ven biển Ái Nhĩ Lan, có một cặp vợ chồng ngư phủ nghèo, nghèo đến độ trong nhà không có được một cái gương soi mặt. Trong làng chỉ vỏn vẹn có một cái quán nhỏ cung cấp lương thực và những gì cần thiết cho việc đánh cá. Một ngày nọ, người chủ quán ngạc nhiên vô cùng khi bắt gặp người ngư phủ già cầm lấy một vật gì đó trong tay, vừa xoay xung quanh vừa thổn thức. Rồi từ đó, người chủ quán nhận thấy người đánh cá trở lại quán của mình thường xuyên hơn và cũng lặp lại ngần ấy động tác, ráng theo rình rập để lắng nghe những gì người ngư phủ già than thở. Người chủ quán mới thấy ông già đưa cái gương soi mặt và thều thào: "Ba ơi, ba ơi." Thì ra cả đời người ngư phủ già chưa bao giờ nhìn thấy mặt mình trong gương. Nhìn thấy mặt mình trong gương lần đầu tiên, ông ta tưởng đó là cha của mình. Người chủ quán quá cảm động đã tặng cho ông ta tấm gương. Lão hăm hở mang đi, và từ đó cứ mỗi lần rảnh rỗi, lão đưa tấm gương ra nhìn vào và nói chuyện với cha mình. Bạn thân mến, tất cả chúng ta đều sống trong một gương mặt, và gương mặt duy nhất mà chúng ta không bao giờ thấy đó là gương mặt của chính chúng ta. Chúng ta có thể hiểu biết tất cả, nhìn thấy tất cả trừ gương mặt của chúng ta. Và ngay cả trong một tấm gương, chúng ta chỉ nhìn thấy mình theo một hình ảnh đảo lộn. Chúng ta chỉ có thể biết mình, chúng ta chỉ có thể khám phá được chính mình nhờ những người khác và nhờ chính hình ảnh mà họ có thể cho chúng ta thấy. Vậy đâu là tấm gương đích thực để chúng ta có thể biết mình hoặc biết mình phải như thế nào? Chúng ta đừng vội vã cười hai vợ chồng ngư phủ trong câu chuyện trên đây. Kể từ khi ngôi hai nhập thể làm người, có lẽ họ là người có lý, bởi vì họ biết nhìn thấy trong gương một cái gì khác hơn chính mình. Nói như Thánh Phaolô, phần chúng ta không che mặt, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một tấm gương, vì chúng ta được thấy mình biến đổi nên giống hình ảnh ấy, mỗi lúc một rực rỡ hơn, bởi vì quyền phép Thánh Linh của Chúa. Mỗi người Kitô phải là tấm gương phản chiếu chính hình ảnh của Đức Kitô, cuộc sống của họ phải là một phản ảnh của cuộc sống Đức Kitô.